Ngoại trưởng John Kerry gặp Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, tin từ Tân Delhi. Ngoại trưởng John Kerry đã gặp Bộ trưởng Tài chính kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước đã bị sức mẻ vì tranh chấp thương mại, quyền sở hữu trí tuệ và thay đổi khí hậu. Trước khi đến Ấn Độ, Ngoại trưởng Kerry nói rằng Tân Delhi phải từ bỏ việc chống lại cải cách mậu dịch toàn cầu. Lập trường thay đổi của Ấn Độ sẽ chứng tỏ nước này sẵn sàng hay chưa đối với sự tự do mậu dịch và đầu tư. Ấn Độ đe dọa chặn đứng việc cải cách quy luật quan thế toàn cầu, nói rằng sự cải cách phải phù hợp với hiệp ước công nhận các nước đang phát triển được tự do hơn trong việc phụ cấp cho các lĩnh vực kinh tế và tích trữ ngũ cốc. Ấn Độ và Hoa Kỳ cũng đang tranh chấp tại Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Hoa Thịnh Đốn nói rằng sự chống đối của Ấn Độ có thể bóp chết một hiệp ước tạo được 21 triệu công ăn việc làm. Hiện không rõ Ngoại trưởng Kerry có nêu lên vấn đề cấm vận Nga với Ấn Độ hay không. Nga là nước bán vũ khí chính cho Ấn Độ. Đây là chuyến viếng thăm Ấn Độ đầu tiên của Ngoại trưởng Kerry kể từ ngày Thủ tướng Modi lên cầm quyền ở Ấn Độ. Chuyến viếng thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Kerry từ ngày thứ Tư của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel vào tháng tới và Thủ tướng Modi đến Hoa Kỳ, sau đó nằm trong nỗ lực cải thiện liên hệ giữa hai nước.